là cái chuyện mà mình điều trị giúp cho bà con ở đây á, đó chỉ quà là một cái chuyện để hỗ trợ mọi người thôi, chứ còn nó không chữa khỏi bệnh được. Tôi nói trước để cho mọi người đừng có mơ tưởng là chắc mấy cha này chữa hay lắm, đừng có tin cái chuyện đó. Mà cái mà muốn chữa cho khỏi cho chính mình đó, chính là bắt buộc phải đi học là như vậy, hiểu không? Cho nên đó, bệnh tật từ đâu mà ra? Từ cái ăn ở mà ra hết. Ăn ở mình chưa đúng cách thì bây giờ mình phải thay đổi cái cách ăn uống trở lại cho nó đúng cách. Thì chỉ có như vậy bệnh mới triệt tiêu được. Mấy ngày, ủa bữa nay hay chưa quên, không phải mấy ngày, thì sáng nay mọi người cũng học được nhiều rồi. Cái chuyện mà cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện mà nhịn ăn buổi sáng á, là bức thiết. Nhưng mà cái nhịn ăn ở đây á, là phải nhịn ăn cho đúng cách. Có nghĩa là từ 8 giờ tới 12 giờ trưa đó, là không được ăn gì, mà cũng không được uống gì, ngoại trừ nước lọc tinh khiết thôi. Hốt đi anh em, chùm ra nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.